Bây giờ là 9 giờ và bọn mình xuất phát đến cổ phần tập phần. Bắt buýt đến cổ phần này. Cổ phần, mình sẽ lên cổ phần trước. Thì để đến cổ phần bằng xe buýt thì các bạn sẽ phải xuống ở Yongshao Fuxing. Mình đi MRT đến đây như rồi bình thường thôi. Và đến đây khi sẽ bắt buýt thì chỉ cần một tuyến nữa thôi là đến cổ phần. Cái buýt ở đây các bạn phải đón đó chính là buýt 1062 nhá, buýt màu đỏ nhá. Nó sẽ đi thẳng một mạch cho các bạn từ trong trang phương sinh đến cổ phần. Hôm qua vừa mưa khá là to, nên là thời tiết hôm nay rất là mát. Trộm vía không bị mưa. Cái chuyến xe buýt này sẽ tối của các bạn khoảng tầm là 1 tiếng. Tầm đấy, 1 tiếng, ở đây nó ghi là 1 tiếng 2 phút. Mình nghĩ là chắc là khoảng tầm 1 tiếng thôi. Mày quá, đúng 1062 luôn. 1062 luôn. Ô, hôm nay không phải đợi tí nào, lần đầu tiên. Chuẩn bị sẵn thẻ ở tay để lên, không phải mò tìm thì làm phiền cho người khác. À, vừa mưa. Mưa mọi người chạy lên đây thì đang nhiều. Tất cả những người trên chuyến này đâu hầu hết đa số đều là đi thập phần cửu phần. Và sau khi lên xe thì chúng ta sẽ ngồi và đợi. Và chúng ta sau đó sẽ xuống ở một cái trạm gọi là trạm 7-Eleven. Có đúng tên trạm thế luôn không? Nó sẽ là một điểm dừng ngay trước cái trạm 7-Eleven. Cái đó mình phải đi. Tức là mình phải nhìn đúng không? Ừ. Mình hoàn toàn nhá. Hoàn toàn nhá. Cái bảng báo này đều là bằng tiếng Anh. Điều tồi tệ nhất khi đi du lịch đó là thời tiết không ủng hộ. Và anh mưa rất to ấy, mưa trôi cả bầu trời. Nếu nó mưa nhỏ nhỏ thì mình còn kiểu chạy chạy chứ, được, còn mưa này á chạy có đây là cái trạm xe buýt các bạn cần xuống. Nó ở ngay sau mấy cái tour mình chọn. Vừa mới chạy ra chỗ trú mưa một tí mà không thấy ve đâu nữa mất rồi. Đang mở
order. Đây nhá. Đây chính là cái 7-Eleven mà trên mạng vào. Cái đường này, cái lúc cái chỗ xuống xe buýt ngay đâm thẳng đi thẳng lên đây là sẽ đến cái 7-Eleven này. Thì cái ngõ bên nhỏ bên cạnh chính là cái ngõ đi vào tập phần theo lời Vê bảo. Không rõ. Này bên ngoài này. Có. Các bạn có thể không nhìn thấy nhưng mà nó có khói đấy. Bây giờ trời bắt đầu lạnh đến mức thở ra khói rồi. Và đây là trang phục đi chơi trời mưa của bạn Vũ Tuấn Anh. Khi mà đi khu vực cổ trấn rồi cho nên là không nên hy vọng quá nhiều vào những gì ảnh nói để mà nếu nó đẹp thật thì càng thích. Ở mùi thơm nhỉ. Tí là kịch đường rồi. Ra nó chỉ còn là cái lan mà làm cứ song song là toàn là cửa hàng ấy. Nhưng mà ở đây thiết kế khá là hay. Thì bọn mình sẽ đi tìm cái quán cà phê nhà tắm của bà. Ô biển kìa. Như quán đấy kia kìa. Hai cái này đường này là hai đường khám phá mấy cái đấy thôi. Bảo tàng về mấy cái nói chung là về văn hóa các thứ để xem cái tìm hiểu cái. Đấy, lịch sử ở đây nó có những gì ấy. Bởi vì ở đây ngày xưa là một khu khai thác vàng và sắp bây giờ đã dừng hoạt động rồi cho nên là nó sẽ thành khu du lịch. Thì ở hai con đường này sẽ dẫn tới những cái địa điểm mà lưu giữ lại những cái kỷ niệm hồi đó. Còn sau bọn mình vừa tìm cái Yufen Tea House thì đó chính là cái mà nguyên bản được giới thiệu là nguyên bản hình mẫu của cái nhà tắm hơi của bà Yasuza của bà này. Bạn nào? Và bây giờ chúng ta sẽ phải đi thẳng từ đây lên. Đúng rồi, nó chỉ cách đây có 60 mét thôi. Chỉ cách đây có 6 mét. Ô, thì tức là hình như cái quán lúc nãy mình tưởng thế đấy. Hóa ra chính là nó. Cái quán nguyên bản mà lấy cảm hứng từ Spirit Away. Hay là Spirit Away lấy cảm hứng từ nó nhỉ? Đáng nhẽ là bọn mình sẽ vừa xuống thập phần sẽ đi thẳng lên cửu phần luôn. Nhưng mà vì trời mưa như này nên có lẽ hiện tại là chỉ ở thập phần thôi. Và nếu đầu giờ chiều mà trời đẹp hơn một chút thì sẽ đi đến chỗ thả đèn lồng. Trên cái đường đi thẳng từ dưới kia vừa lên xong ấy thì mình khám phá ra được một chỗ mà chưa bao giờ thấy xuất hiện trên các trang review. Nó như kiểu con đường độc đạo mà đi khai thác cái gì đó. Ồ, nó ở đúng kiểu khai thác ấy. Đây là khai thác vào. Ấy. Ồ, sắp lên rồi này. Đây đâu? Ấy. Ôi, cửa sau. Đây như kiểu một khu rừng đó. Có một quán cà phê. Thực ra nó cũng chả có gì đâu. Nhưng mà cảm giác giống như kiểu mình đang đi đào vàng thôi. Đi mất khoảng 2 phút. À, chúng ta đến. Bây giờ bọn mình đang bắt xe để đi đến tập phần. Thì bây giờ
đây là cái trạm mà lúc mình đến, và để đi về thì chúng ta phải đi hướng ngược lại. Thì cái trạm xe mà các bạn cần lên là cái trạm trên này. Trần Quang Đại phiên bản mét 6. Đây là trạm xe lúc mà mình đến. Còn đây là view biển của thủ phần. Bây giờ bọn mình đang đi đến Shilin Night Market. Cái này nhá. Cái này là người ta bảo là đây là cái chợ đêm lớn nhất Đài Bắc. Với cả đồ cũng đa dạng hơn cái Ximending. May là vừa trời bắt đầu tối cái thì mưa cũng rất dần rồi. Bây giờ chỉ còn lắt rất vài hạt thôi. Kể cả xung quanh cái chợ này ấy, thì cũng có rất nhiều hàng quán, không nhất thiết phải trong chợ đâu. Mà thường thì hình như hàng ăn thì nó sẽ ở bên ngoài cho đỡ mùi. Cái chợ này rất là rộng ấy. Sống tiếp hôm nay.